lấy liền hay mai lấy? Lấy liền. Ok bé, vui vẻ. Cảm ơn chị yêu nha, cảm ơn người đẹp, xuất sắc, ai cũng đẹp hết. Phải con gái hay phải con trai? Con trai. Ơi, ơ lộn, con gái. Tự nhiên bé, tự nhiên bé. Cái gì? Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Như thường lệ thì Vân và lời nói đầu tiên xin chào Vardep Phụ Đô Phương, gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương đến tất cả mọi người, những anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại kênh YouTube của Thu Phương nha. Thì hôm nay như mọi người đã biết là chủ nhật đây, mới có 9 giờ thôi mà xe cái viên chiên em đã hết rồi. Hồi nãy là mưa rất là lớn luôn nha mọi người nha. Cho nên là có những vị khách ở ngoài trước á, kêu cái viên chiên á, cho nên vừa về vô nhà em làm cái viên chiên hơi lâu á hoặc là chậm á, cho nên mong mọi người thương em và ủng hộ em, thông cảm giùm em nha mọi người. Tại vì đông quá bây giờ em sẽ dành chút thời gian để mà đi giao lưu với tất cả mọi người. Chị ơi hết rồi. Ủa ăn chưa? Mới ăn xong hả? Vui vẻ, cảm ơn. Xong về á. Ok. Vui vẻ nha. Ôi dồi ôi, I love you too, cảm ơn. Cảm ơn anh chị nha. Ồ dễ thôi, cu đen. Trời ơi. Bấm quẻ bây giờ đó. Đó, thực sự thì bây giờ bán hết rồi, được rất là nhiều anh chị thương mến thì ủng hộ. Cho nên mong mọi người xem cái clip này, xem kênh YouTube thì mọi người thương yêu, mọi người đến với địa chỉ là 258 A Nguyễn Tiểu La nha mọi người nha. 258 A Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, địa chỉ em sẽ ghi xuống kênh YouTube. Còn hồi nãy giờ em với lại dì Chức có cà khịa đó, cho nên cô Chức cũng hơi chửi thề chút xíu, thì mong mọi người thương yêu, mọi người thông cảm nha. Ok chị. Rồi đi vô trong đi, chúc em xúc bình xăng con cho. Vui vẻ. Đó, khách đang vô nha mọi người nha. Cái phòng ở trong đó. Rồi bây giờ em vô phòng ở trong luôn. Đó mọi người, mong mọi người thương yêu, mọi người thông cảm. Tại vì sao biết không, khi mà mọi người xem clip vui vẻ đó, mọi người nhớ like và subscribe đăng ký nha. Nhất là chia sẻ cho em. Tại khi mà mọi người xem vui vẻ, mọi người chia sẻ thì em với lại cô Chức nó sẽ rảnh thời gian, nó dư thời gian sẽ làm nhiều clip vui nhộn để mà phục vụ tiếng cười cho mọi người nha. Cá sống là nhờ nước, còn Thu Phương với lại cô Chức sống là nhờ tình yêu thương của mọi người. Cho nên mong mọi người đến với Lan Quế Phường, mọi người ăn cái viên chiên, mọi người mua ủng hộ cô Chức 2-3 tờ giấy số. Cho nên những cái lời nói của cô Chức có nhiều khi nói ra, mong mọi người đừng có để bụng, mong mọi người thương cô Chức là thông cảm cho cô Chức nha. Năm nay cổ cũng 60 mấy tuổi rồi, cho nên cô Chức là chỉ biết là nói chuyện giỡn vui thôi nha mọi người nha, đừng có để bụng nha. Đi vô theo chân em nè mọi người. Hello anh chị, vui vẻ nha. Chụp chưa? Trời ơi, ở đâu luôn vậy? Mai đi nước ngoài hả? Trời ơi, vui vẻ nha. Chú mỏ là bằng cái mỏ ảnh. Ủa anh nào? Ủa alo anh nào? Xui ghê. Tắt đi, tắt giùm chị đi, bé đang quay YouTube á. Về một chút ăn nha. Đó chứ hết rồi, ăn đồ nướng giùm em nha. Để em kêu lấy menu. Em ơi menu, đưa cho khách giùm chị. Đây, Phụng Thiên thừa nhận, hoàng đế kêu rằng gia đình mười mấy người lại trễ quá, hết cái viên chiên. Đó chứ mọi người ơi, ăn đồ nướng giùm em nha. Dạ đúng rồi, tăng 2 đi. Tăng 3 đi, lên lẩu với em nha. Tăng 2 là đóng 2 nha, bé cu đen nha, bé buông. Bảy. Bé Chức à. Bé Chức ở quẩy đi, quẩy bồng Bé Chức vô nha. Ok. Rồi, để đi cô Chức vô, hello anh. Ủa em kêu chưa, lấy menu cho bé yêu. Ờ, nãy cô Chức nói gì đừng giận nha, đã bị. Ồ ok em, lấy liền hay mai lấy? Lấy liền. Ok bé, vui vẻ. Cảm ơn nha, vui vẻ. Ai kêu tôi đó? Ai kêu chị? Ok bé yêu. Thả tim đi chị. Được không? Chỉnh chế độ sáng lên tối quá vậy. Trời ơi.
Cảm ơn chị yêu nha, cảm ơn người đẹp xuất sắc, ai cũng đẹp hết. Tờ giấy 200 của ai kìa, dưới đất kìa, dưới chân bà vợ chân lên. Mua không? Có mua vợ, đâu có vú đâu mà mua. Đâu có vú đâu mà mua. Có vú tao mà. Trời ơi. Mày thích làm nhân chưa? Chưa. Ủa sao sao mất tiền hay gì? Lấy 2 tờ. 2 tờ 22 ngàn. Đây để cho. Nè nè, 2 ngàn nè, 2 ngàn lẻ. Đi. Ủa mến, cứ rồi. Răng bắn ơi, chụm nụ nha. Rồi, hỏi luôn. Hỏi luôn. Nha. Ai là đám cưới của anh đó hả? Đúng rồi. Thiệt á hả? Em đã mơ về giấc mơ ngày. À trời ơi, hay quá vậy trời. Ủa sao coi được YouTube của em vậy? À có đi á hả? À đúng rồi, đúng rồi. Lúc đây đi show trên một cái chiếc thuyền á đúng không? Ờ à, đúng rồi, đúng rồi. Em đó không nhớ trời. Trời ơi, biết bao nhiêu người em bị rối luôn á. Nhiều cuộc đời em gắn liền với lại 1978 người đàn ông. Dữ vậy. Nhiều lắm anh ơi. Làm vô trong còn công rồi. Vòng lên men lên. Xe. Trời gái gái đi cả team. Cười lên con, cười lên. Cười lên, cười khóc. Đang cười hả? Hồi nãy tôi đang bán ai kêu tôi cu đen. Fan hâm mộ YouTube. Nãy ai kêu tôi cu đen. Giờ đo coi hai người có ai với ai đen nha. Đo không? Coi bỏi không? Coi bỏi tôi coi bỏi cho. Ôi ôi, này ăn nhiều lắm nha. Đúng không? Buồn ngủ là đi ngủ nè, đúng không? Bàn tay này sướng lắm á, bàn tay này là cầm bút là đi học á, đúng không? Có đá trong quần không? Ủa vậy sao trong mấy bàn tay có cái quần ướt nhẹp vậy? Đá trong quần đúng không? Có không? Hỏi thiệt có không? Ôi ba cái bánh hamburger luôn kìa. Ăn nhiều lắm đúng không? Trời ơi. Lớn lấy vợ đẹp lắm đó nha. Nôn không? Phải ăn gái hay phải ăn trai? Ê! Ơ lộn, con gái. Tưởng em bé, tưởng kìa em bé. Cái gì? Tưởng kìa, tưởng phải em bé hả? Phải em bé là phải bé trai. Còn lấy vợ là lấy con gái. Đàng hoàng không? Móc quéo nha. Nãy tưởng đâu lấy vợ, lấy con trai là chết luôn á. Bữa nay bơi quá vậy? Lên chưa? Lên rồi. Bà lên độ chưa? Lên độ gì? Có chơi không? Lấy độ chơi nè. Không. Lấy búp bê ra chơi nha. À, chơi. Trời ơi. Với số nè, đây nè. Trời ơi, cách ta chưa lên lầu 7, ta mua 2 tờ kìa. Giờ cái lắc người ta chi vậy trời. Trời ơi, má này bữa nay dùm vàng ta nha, tôi thấy rõ ràng. Đi lên lầu 7 người ta mua 2 tờ kìa. Mày đua đi. 2 tờ lầu 7. Mua không? Cái gì vậy? Ok, cái đi lên lầu 7 bán 2 tờ giấy số. Đi tôi dẫn đi. Lên cầu thang nè. Không. Rồi vui vẻ nè, chị em nè, đoàn kết nè. Rồi thăm cung nội chiến. Quá trời gái. Rồi cảm ơn nha. Vui vẻ. Chất ơi. Qua đường mà vậy? Qua bán. Vô chụp vô. Đó không? Mấy người hả? Rồi trai quá mà ngu giùm. Rồi vô đi, gom đi vô anh em, mình gom đi vô anh em. Anh đẹp trai nha. Đàn ông lên. Đưa chân lên nè. Lấy cái trái cổ vô nè. Không có trái cổ luôn nè. Trời ơi, quá đẹp rồi. Đó. Nè, đó trời ơi, đẹp quá. Bà trước hồi nãy bà bán 5 tờ giấy số bên bàn bên đường, bà có lấy cái điện thoại của người ta không? Không hả? Thì sao người ta gọi không được vậy? Thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Tao đâu có điện thoại đâu. Nhưng mà người ta gọi điện không được kìa, không ai bắt máy hết á. Nãy bà bán giấy số bà có sẵn tay bà quơ không? Mà cái điện thoại của người ta đâu, nãy người ta xài điện thoại bàn á. Tao đâu có biết. Gỡ ra đưa đây luôn. Vỏ tiền của đại lý không đưa mày hết. Thấy chưa, không bao giờ xét vỏ tiền được. Bốn bốn chơi gì rồi? Em làm á. Ngon không? Heo nó ở luôn đi. Cảm ơn anh nha. Heo nó ở đi. Tự nhiên heo tôi ở gì vậy trời? Thì sao có dặn là nhớ già nhà. Quay phim đóng phim đánh ghen với nó đó.
Kiên Giang, Kiên Giang, mới ngày chủ nhật cô bay đi chơi bồ nè. Mấy cho con đi 55 cái số này. Cả. 55 nha. Ba cái số này ghép với ba cái số. Thôi, số F quýnh mày bây giờ à. Bán luôn, số gì số F. Có đang nổi mộ quýnh à nha. Mò hoài vậy. Mò dây số người ta phải mò. Làm gắn chưa? Thứ sáu mày hỏi hoài chắc đọc cái số tao có mời nha. Thứ sáu qua rồi. Thứ sáu tao phải làm, bữa nay chủ nhật chưa tới mày hỏi hoài. Qua rồi, sáu qua rồi chứ không làm. Sao tới. Trời ơi nó bốc nó mò, nó bốc nó mò. Mày quen gái mày có mò vậy không? Mò dữ hơn đó. Hai tay không nghỉ luôn. Mò vậy đó. Có gì cũng coi coi princess là vậy mày. Mày lừa đi đủ má hỏi bán luôn mày. Sao mà cứ bán cái số là đủ người ta hoài vậy? Trời ơi, mua số mà có lừa gì mà kéo giờ không à. Đúng rồi. Chắc con Nghi mua một tờ quá. Bây giờ con sóc ra lừa lắm gì chứ, sắp ra giùm nha. Hỏi luôn.